Kính thưa đồng bào quý mến, từ năm 1999 đến nay, Thánh Gióng đã ráo riết làm việc. Hội đồng Cứu nguy dân tộc Việt Nam và đương nhiên chương trình Chuông gọi hồn trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng và có tên tiếng Anh là Face God, Jesus Christ. Face là cái mặt của mình đó, hoặc là đối diện trình diện Thiên Chúa Giêsu. Face God, Jesus Christ. Và kính thưa đồng bào, chắc chắn có một số đồng bào thân thương quý mến của chúng ta đã theo dõi chương trình của chúng ta. Và đương nhiên, sự ủng hộ của đồng bào ở thế giới siêu nhiên thì rất đông. Mà ở thế giới hiện hữu, tức là bày tỏ ra bên ngoài, thì hình như là đồng bào đang còn suy gẫm và nghe ngóng để coi coi những ai thực sự bước ra ánh sáng để đồng hành cùng Hội đồng Cứu nguy dân tộc Việt Nam. Rồi sau đó đồng bào sẽ so đo kỹ càng trước khi nhập cuộc. Điều này không có gì ngạc nhiên đối với sự suy nghĩ, sự suy đoán, sự cân nhắc của dân tộc Việt Nam chúng ta. Bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta đã gặp quá nhiều bài học đau thương. Nào là trên 1.000 năm bị đô hộ, bị bắt làm nô lệ bởi mấy thằng em Tào Cộng vô cùng hỗn láo và sất sược. Rồi 100 năm bị mấy thằng em Tây bắt làm nô lệ. Rồi trên dưới tính tới dọc này đó là kể như là 6-7 chục năm, gần 80 năm trời bị cấu xé, mình dùng chữ là cấu xé đó, hãm hiếp và cấu xé, đàn áp, cấu xé, hãm hiếp vô cùng khủng khiếp của bọn tài phiệt quốc tế. Đó là bọn cộng sản và bọn tự do quá trớn và bọn đầu cơ tích trữ, bọn con buôn thế giới. Chúng nó là cùng một loại bá đạo. Thì sự cấu xé của chúng nó không thua gì bọn Tào Cộng trên 1.000 năm mà chúng nó đã đàn áp và cấu xé dân tộc Việt Nam chúng ta. Cũng giống như bọn bọn Tây nó tàn ác lắm. Nhưng mà nó đỡ hơn bọn Tào Cộng và bọn cộng sản và bọn tài phiệt quốc tế. Bọn này kinh hoàng. Nó đúng ra thì chúng nó cùng một loại bá đạo hết. 9 cân 10 lạng chứ không thua gì nhau. Và rồi sinh ra làm cho dân tộc chúng ta sợ sệt, khủng hoảng. Bởi vì bị khủng bố tinh thần quá. Chập chập cái là bị bắt làm nô lệ. Nên ra bây giờ thủ, ai cũng thủ, thủ kỹ lắm. Trong quá khứ đồng bào để ý là từ năm 75 đến bây giờ, nói riêng về đồng bào hải ngoại thôi, khi mà nói đến chuyện mà làm việc để lấy lại danh dự và sự tự do của dân tộc và đất nước chúng ta,
thì hầu hết chúng ta khoác khoải và ước ao được làm bổn phận của mình đối với công việc quân y dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Thế nhưng tất cả những sách lược mà chúng ta đã cố gắng hết sức, hình như là hết sức rồi, đều vô dụng. Bởi vì chúng ta đã và đang đối diện với một sức mạnh của quỷ Satan mà mặt nổi trá hình của chúng nó là những con người mà là làm đồ đệ và là đệ tử của quỷ Satan và của quỷ rau xanh. Điển hình là bọn Tạo Cộng và Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành. Tên của nó là Nguyễn Tất Thành. Thánh Giống được phép kêu nó là thằng, là bởi vì tuổi đời Thánh Giống ở cõi Càn Khôn thì lớn lắm. Trước khi Thượng Đế tác tạo mặt trời thì Thượng Đế đã tác tạo tướng nhà trời, Thánh Giống. Thánh Giống là tướng của nhà trời, của cha trời Thượng Đế toàn năng, ra thành ra tuổi tác lớn lắm. Thánh Giống đang mượn xác của một vị Phật sống của Càn Khôn, là người tại xác này đang đang thưa chuyện cùng bào bấy lâu nay. Bởi vì cái lối làm việc của Thánh Giống bấy lâu nay á, Thánh Giống dùng những chữ, những ngôn ngữ rất là lạ, khác lạ, nhưng mà nếu mà đồng bào suy gẫm thì đó là những ngôn từ, những chữ nghĩa và quyền năng sức mạnh của cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho, thì mới nói lên được những danh từ và cũng như làm những việc mà Thánh Giống đã và đang làm đây. Thì thưa đồng bào, Hồ Chí Minh là một thằng quỷ rau xanh không hơn không kém, tại vì Thánh Giống đã được cha trời Thượng Đế toàn năng cho gặp nó. Gặp nó đó hồi năm 1985, cuối năm 1985, trong lúc thiền định trong giấc ngủ, bởi vì Thánh Giống xin cha trời Thượng Đế toàn năng cho Thánh Giống gặp nó và hỏi thăm nó lý do tại sao mà nó ác quá, nó đã đưa dân tộc chúng ta vào vòng nô lệ vô cùng khủng khiếp. Và thưa đồng bào, cha trời đã cho Thánh Giống gặp nó và có một sự va chạm đó. Thì thằng này nó ác lắm, nó gặp Thánh Giống nó còn sấn tới, nó đòi giận, nó đòi đánh Thánh Giống luôn, nó dữ thế sao. Nhưng mà khi nó đến gần Thánh Giống thì nó bị bật té ngửa lại, lăn lăn cù đèo bật ngược trở lại. Sau khi nó nhìn lên mặt, lên trán Thánh Giống thì nó thấy một hào quang thánh giá của Thiên Chúa Giêsu, thì nó bật ngược, nó té nhào trở lại. Nó nói ông Giống ơi, ông làm ơn đừng có đến gần tôi đau lắm. Ông Thánh Giống ơi, thằng này nó dữ lắm. Và nó nhắn lại, làm nó ông làm ơn nhắn cho đàn em tôi, là cái bọn cộng sản siêu vi khuẩn ăn hại đó, chúng nó hãy mau mau nghe lời ông dạy bảo và tuân hành những gì mà ông ra lệnh. Bằng ngược lại đó, sau này chúng nó chết đó, thì chúng nó sẽ bị nhốt chung với tôi. Tôi là Nguyễn Tất Thành, có hổn danh là Hồ Chí Minh. Tôi sẽ đánh đập chúng nó hàng ngày, và tối ngày tôi bắt chúng nó cúi đầu và dập đầu. Dạ thưa chủ tịch, bởi vì tôi là chủ tịch của chúng nó. Tôi bị giam ở đây khổ sở quá ông Giống ơi. Ruồi muỗi chuột bọ rắn rít càng ngày càng khó kiếm, kiếm không có mà ăn. Linh hồn thể xác tôi khổ quá ông Thánh Giống ơi. Và đồng bào biết là cùng với nó thì nó có mấy thằng đàn em, ví dụ như là Lê Dũng hay là những cái thằng cộng sản mà đàn em của nó mà chết rồi đó, thì bị nhốt chung với nó. Hỗn hồn ác hồn của chúng nó đều bị nhốt chung với thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành. Và Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh nó nhắn là không có đứa nào, thằng nào chạy khỏi ông trời, và cũng đừng chửi nó chi cho vô ích, bởi vì không có đứa nào, thằng nào, con nào chạy khỏi ông trời.
và nó đang chờ trời xử. Thì đó là cái câu mà những gì mà nó nhắn, nó nói, nó mách bảo lại. Thì Thánh Gióng nhắc nhở và cảnh báo cho đàn đàn em của nó, tức là bọn cộng sản siêu quyền của ngân hại bây giờ đó, ở tại đất nước Việt chúng ta, nhớ những gì mà Thánh Gióng vừa nhắc nhở. Thì tối ngày nó bắt phải dập đầu cúi đầu, miệng thì lẩm bẩm dạ thưa chủ tịch, nhưng mà không có thằng nào dám nói, dám hỗn sự, khổ sở lắm. Nó quýt đập tối ngày á, tôi thấy nó quýt đập đàn em nó dưới ở cái nơi mà nó bị giam giữ ở thế giới siêu nhiên á. Dập đầu cúi đầu không lâm lo bắt ruồi muỗi chuột bọ rắn rít ăn, nhưng mà hết rồi, càng ngày ăn riết không còn gì để mà ăn. Nên nó quýnh đập đàn em nó khủng khiếp lắm. Đó là những gì mà tôi thấy, chính mắt tôi thấy khi mà thiền định trong giấc ngủ và xin cha trời cho tôi gặp linh hồn nó để tôi hỏi nó tại sao mày ác quá vậy đó. Thì nó nói như vậy, nó nói là tôi là quỷ đâu xanh, tôi là biến thành tinh rồi, quỷ đâu xanh rồi. Thì bây giờ tội tôi làm tôi chịu, tôi đang chờ trời xử. Đừng chửi tôi vô ích, không có chửi, nhắn bá tánh nó chửi tôi vô ích, tại vì tội ai làm đấy chịu, khi mà chết rồi là không có ai chạy khỏi ông trời. Thì những gì đó là những gì mà thằng Nguyễn Tất Thành Hồ Chí Minh nó nói đó. Thì giờ đây thì cái đám cộng sản mà siêu quy khuẩn ăn hại ở tại đất nước Việt chúng ta đó, từ ban chính trị bộ cái gì đó, rồi Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng này kia đó, thật sự thì chúng bay ăn hối lộ ngập mặt hết rồi. Mà cái ăn hối lộ mà khủng khiếp nhất là thật từ cái thời mà Đỗ Mười mà lên chức tổng bí thư, rồi thằng Nguyễn Tấn Dũng thì thôi thuộc gì hạm hối lộ, rồi tới tất cả những thằng cầm quyền ở tại đất nước của chúng ta đều bị bọn Tàu Cộng khấu bó và mua chuộc bức hết. Đó là chưa kể bọn tài phiệt quốc tế, bọn mà đặt những tòa đại sứ ở tại đất nước Việt chúng ta để mà chuyển tiền đó, cũng như những cái công ty trá hình tới để dụ dỗ để chuyển tiền tham nhũng của bọn cộng sản cầm đầu ở Việt Nam, chuyển ra thì 90% là nó giật hết. Mà cái bọn cộng sản chúng bay thì không có đứa nào dám hớ miệng hết, tại vì hớ miệng thì bể mánh, mà nếu cần thì chúng nó sẽ thịt, nó giết chúng bay luôn. Đó là những thằng tài phiệt quốc tế, nó là mafia. Sở dĩ Thánh Gióng không sợ chúng nó là bởi vì Thánh Gióng có sự bao che bảo vệ của cha trời thượng đế toàn năng, đó là chắc chắn như thế. Vì thế chúng nó đụng tới Thánh Gióng là kể như chúng nó sẽ bỏ mẹ chúng nó mồ côi, thành ra chúng nó sợ lắm. Vậy thôi, giống gì đó, chúng nó cũng nhiều fan muốn tiêu diệt Thánh Gióng lắm, nhưng mà không được. Mang nó gặp Thánh Gióng là chóng mặt đó, trên đường đi tới là hoặc là ra lệnh là đã bị học máu tới đường muốn chết rồi, mà tiếp tục nữa thì sẽ chết, tai họa đến khủng khiếp. Tại vì đồng bào biết là đây là sư tử nhà chúa, mà đây là Thánh Gióng trình bày đó, và đã làm những màu sắc khác nhau, nhưng mà cái hình gốc là Thánh Gióng đã trình bày rồi. Sư tử này là tiêu diệt những cái ác, bất cứ kẻ nào ngăn cản việc làm Thánh Gióng, những cái đó sẽ bị tiêu diệt bởi sư tử này, trong sách khải quyền của nó. Và sau lưng Thánh Gióng đây nè, là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra phù trợ Thánh Gióng làm việc, đồng hành cùng đồng bào làm việc cứu nguy dân Việt và nước Việt, cũng như cùng nhau làm việc cứu nguy nhân loại. Đồng bào thấy là khuôn mặt nhiều linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra phù trợ Thánh Gióng làm việc để giúp đồng bào. Rồi chưa hết, phía bên nay đồng bào thấy rất rõ ràng là hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu mà Thánh Gióng đã làm cái màu đậm hơn để mà đồng bào bá tính có thể coi chi tiết đi theo rõ ràng hơn. Và để gần đây thì cái màu là gần như là trung thực đó. Thì đây là khuôn mặt của Thiên Chúa Giêsu rất rõ ràng đó, đồng bào thấy không? Đó, khuôn mặt Chúa Giêsu đó, kế bên đó là khuôn mặt chiến sĩ, những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra, và là tại nơi đây, right here, linh hồn những anh hùng chiến sĩ nè. Còn đây là khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu, mắt mũi miệng râu này kia, mỏ gai này kia, rồi
mắt thì bị nhân loại chúng ta đánh ngày dập đầu dập mắt, mắt bị chảy máu ra luôn, mà thấy không, thấy máu chảy, vết máu chảy xuống nè, xuống gò má nè, lỗ mũi thì bị sưng luôn, còn môi tét miệng luôn, râu ngày nè đó, trước khi nó đinh ngày vào thập tự giá. Thì những hình ảnh đặc biệt này là có bán tại nơi văn phòng triển lãm của chúng ta, đặt tại đường Golden West gần đường Trash thuộc thành phố Westminster, và đồng bào có thể đến đây thỉnh những hình ảnh này và thỉnh CD nhạc tĩnh tâm. Đó là cách tốt nhất để phụ giúp thánh gióng có ngân sách làm việc. Trong lúc chờ đợi, đồng bào hùng dũng mạnh dạn, nhẹ nhàng thanh thản, oai linh nhập cuộc giống như thánh gióng làm việc, ngon lành, hiền hiền hòa, hùng dũng, oai linh, nhẹ nhàng thanh thản, mạnh dạn làm việc, không sợ ai, bởi vì mình không ghét ai, mình cũng chẳng thù ai. Thì đồng bào phải làm một phần của mình, tại vì đừng để các bạn tôi như bằng chứ bằng cái nọ, cái mình cái gì phải vừa phải thôi, cái gì mà cứ đồng bào cứ đóng cái vai thánh giống dưới 3 tuổi hoài, cứ nằm chỗ nghe ngóng rồi chờ đợi rồi thủ hoài, ra làm việc thánh giống của mình đi. Đồng bào tưởng tượng nha, đất nước Việt Nam mình mà có khoảng chừng, tôi nói thiệt, có khoảng chừng có 1.000 á, 1.000 nhân vật thánh giống như tôi á, thì cái đảng cộng sản Việt Nam mà trong vòng 5 nữa là kể như là nó bắt buộc nó phải trao trả quyền tự quyết của người dân vậy thôi, mà cả thế giới sẽ kính nể chúng ta nữa, mỗi hy sinh giống như làm việc như tôi vậy nè,